Kế toán Việt Hưng chia sẻ, cách nhập định mức nguyên vật liệu trên MISA trong kế toán sản xuất công ty chế biến gỗ. Đừng quên nút like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Chị em nghe chị nói rõ không? Rõ. Ừ, rồi. Em nói to một chút nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Tức là mình xác định định mức à? Vâng ạ. Ờ, xác định định mức thì để chị xem là các cái thành phẩm của em đã xác định chưa nhá. Em chờ chị 2 phút nhé. Ok, chị đây. Chị đang kiểm tra xem là cái phần định mức của em có lập lệnh sản xuất không nhỉ? Chưa ạ, em chưa lập lệnh sản xuất ạ, chưa đến khâu được lệnh lập lệnh sản xuất. À, đến đoạn đấy, thế thì từng cái thành phẩm mà em có định mức không? Em có ạ, hiện nay là em cũng có xây dựng một cái định mức ở khu vực của em có dùng. Rồi, để chị xem nhá. Thế thì mình phải nhập vào đây em ạ. Dạ vâng ạ. Chưa thấy chị dạy phần làm phần đấy. Ok, thế thì bây giờ chị trước hết là để làm được cái giá thành kia thì mình phải nhập cái định mức trước vào đây đã nhá. Thế thì ở đây chị thấy của mình có những cái thành phẩm ở đây thì mình sẽ lọc nó ra. Thành phẩm này, đó. Có 10 thành phẩm đúng không? Có bị thừa thiếu gì không? Có bị trùng nhau hay không? Không ạ. Ừ, thế thì em sẽ nhập cho chị từng cái định mức của từng ngày vào đây. Mã nguyên vật liệu thì mình có rồi đúng không? Chị ơi, em có văn phòng trước đại định mức của em nó chung cho tất cả sản phẩm. À, định mức lại chung cho tất cả các thành phẩm à? Dạ vâng ạ. Thế thành phẩm nào cũng cái nguyên vật liệu đấy và khối lượng đấy luôn à? Dạ vâng, em lại đang xây dựng theo cái kiểu đấy nên là em đang chưa biết phân bổ cho từng một hàng hóa thì làm thế nào cho nó. Nếu mà thực ra thì cả kỳ của em thì cũng được có, cả năm của em được có 10 thành phẩm này thôi đúng không? Ừ, thực ra bảo là nghe thì bảo là định mức chung cho nhiều thành phẩm nhưng đó thực ra em nếu mà em xác định được luôn chỗ này này thì để cho nó rõ ràng hơn thì em cứ vẫn đánh cái định mức đấy vào đây nhé. Bao nhiêu nguyên vật liệu, số lượng của từng loại nguyên vật liệu là bao nhiêu này nhá. Em đánh vào đây cho chị. Cái này em làm được không hay là làm ở lớp hay là về nhà làm này? Cái này thì chị cho em về nhà làm. Ok, để chị xem đến từng loại nguyên vật liệu nào đấy thì em mới về nhập vào đây. Số lượng, nhưng mà khi tính thì nhớ tính trên 1 mét khối cho chị nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, ok, thế được. Thế lập cho chị được cái. Em cũng bảo trước với giả sử như là keo với bột em là kg là cứ nhập vào kg là được. Em nhập vào bằng kg nhưng mà vấn đề là 1 mét khối này em tính bằng kg hay là gram? Kg ạ. Đúng rồi, thế thì được. Tức là ví dụ như là 1 mét khối ván ép này thì cần bao nhiêu kg A, vật liệu A, bao nhiêu kg vật liệu B á? Dạ vâng. Ờ thì em đang thoải mái vào đây nhá. Ừ. Phải lập được định mức này rồi thì chị mới cho lập lệnh sản xuất nhá. Dạ vâng. Ừ. Ok, làm luôn. Khoan, cái chỗ này là gỗ keo là 0,7 mét khối đúng không? Vâng ạ. Ừ. Ok, rồi. Sau này là mình cũng điều chỉnh định mức này được để... Đúng. Được em ạ. Em cứ làm theo cái chiều xuôi đã nhá. Sau này mình tính giá thành xong, nếu mà giá thành nó cao thấp như thế nào thì mình quay lại mình điều chỉnh. Em có hai nguyên vật liệu là bột sắn và bột mì, nhưng mà lúc em dùng bột sắn, lúc em dùng bột mì thì thế em cứ khai định mức cho chị một cái. Xong thì sau này khi nào mà kiểu mình lập lệnh sản xuất mà cái chỗ kia mà nó hết chẳng hạn, hoặc là cái kia nó ít đi thì mình dùng cái khác thì mình chị sẽ hướng dẫn nhá. Mình đổi ở trong cái lệnh sản xuất á nhá. Định lượng là nó giống nhau, bột sắn và bột mì là định lượng giống nhau đúng không? Dạ vâng, em xong rồi ạ. Ok, bây giờ mình lập được xong cái định mức này em sẽ vào cái báo cáo tồn kho thành phẩm với chị nhé. Để mình lập lệnh sản xuất nhé. Em nhập thành phẩm luôn sao ấy? Nhập em vào kho đã. Tổng hợp tồn kho để chị xem kho âm dương như thế nào nhé. Em đánh, ví dụ em đánh cả năm 23 xem nào. Đây là mới nhập rồi, xuất rồi. Thành ra nó không âm, để chị xem nhé. Lại cho nhập luôn như thế này à? Tại vì nếu mà mình nhập như thế này thì cũng được, nhưng mà ý là mình từ lệnh sản xuất á, từ lệnh sản xuất mình hoàn toàn có thể là xuất kho xong mới lập phiếu nhập luôn, để tức là mình nhìn cái là mình biết được là cái lệnh đấy ấy hay chưa nhá. Thôi chị sẽ cho mình ấy này xem nào, ví dụ như cái này ngày 14 tháng 11 nhá. Đây, ngày 14 tháng 11 thì em sẽ lập cho chị cái lệnh em sản xuất được trong ngày đúng không? Dạ không ạ. Trước mấy ngày? Nói chung là giả sử một ngày em chỉ làm được ra 20 khối chẳng hạn. Thì đây ra 48 khối thì nó có thể là trong vòng 3-4 ngày. Ừ, thế thì em cho cái cân cái đội cái ngày tháng trước nhá. Lập lệnh nhá. Ví dụ như chị sẽ để cái phiếu nhập này này. Chị sẽ bỏ ghi xóa cái này. Tức là làm như thế này cũng được, nhưng mà nhiều khi mình không quản lý được là đối với cái lệnh đấy là đã lập phiếu nhập hay chưa. Dạ vâng ạ.
Đây chị sẽ xóa để tí nữa em thấy là cái cách đấy có ổn hơn không nhá. Thì em sẽ làm. Như vậy là nếu mà sau này em làm thì em sẽ thấy này, cái mã này đến đây nó đang bị âm. Đúng không? Đang bị âm, thế thì đang âm là 48,22 khối, đúng không? À, tại ngày 14 tháng 11 gì đấy. Thế thì em sẽ vào kho này, chọn lệnh sản xuất cho chị này. Rồi em ghi là lệnh sản xuất sản phẩm ngày 14 tháng 11, hoặc là em cho vào ngày mùng 10 chẳng hạn, ví dụ thế. Cái nguyên vật liệu của em có dồi dào không? Ừ, dồi dào thì được, tại vì nếu không dồi dào thì mình phải cân nhắc, tại vì nhiều khi á, ngày mùng 10 nó chưa đủ nguyên vật liệu mà đến ngày 12 nguyên vật liệu mới về đủ chẳng hạn nhá. Ừ, sản phẩm ngày mùng 10, hoặc là em ghi là lệnh sản xuất sản phẩm cho đơn hàng ngày 14 tháng 11 luôn nhá. Ừ, cho nó dễ. Mùng 10, ok. Là mùng 10 là mình đã có lệnh để sản xuất rồi nhá. Rồi em tạo mã thành phẩm đi, ví dụ như cái mã thành phẩm mà mình muốn sản xuất là vào đây. Ừ, đó em số lượng là có thể sản xuất một lúc luôn là mấy đấy. Thế vào lại xem. Đó thì đấy, cái này mình nhập số lượng như thế này rồi thì đến đây nó sẽ tự nhảy cho mình số lượng nguyên vật liệu cần cần phải xuất em này. Nó nhân lên nhá. Ừ, ok, thế được, em lấy lên nhận cất đi. Cất xong này, em đóng lại này, hoặc là để nguyên thế này cũng được nhá. Em tích cho chị và lập phiếu xuất là để xuất nguyên vật liệu. Đó. Lập phiếu xuất thì em chọn thứ nhất là để sản xuất nó tự nhảy này. Ừ, em chọn ai đấy, nhân viên nào đấy đi, có nhân viên nào không? Ừ, em chọn NV đấy. Ừ, ngày tháng đi em. Cái ngày xuất kho thực là ngày mùng 10 em đã có thể xuất kho rồi nhá. Xuất kho nguyên vật liệu thì em xuất kho ngày mùng 10, không phải là ngày mùng 10 tháng 11 đúng không? Em cứ yên tâm là mình cứ làm, đang làm lộn xộn theo tháng 11 cũng được, nhưng mà sau này chị sẽ dẫn em đánh lại sổ chứng từ nhá. Không qua không lo là cái nào trước mà lại làm sau hay như nào cả nhá. Rồi, định khoản thì em nắm được chưa nhỉ? Thứ nhất là nó sẽ xuất từ trong kho 152, bởi vì trước đó nguyên vật liệu em nhập vào kho nguyên vật liệu đúng không? Định khoản nợ 154. Cái số lượng này là cái số lượng là mà mình đã xuất theo cái định định mức mà mình nãy mình xây dựng nhá. Trong trường hợp mà em muốn mà kiểu muốn thay đổi thì ngay tại cái lệnh lúc nãy này, ví dụ cái lệnh này chẳng hạn nhé, em hoàn toàn có thể sửa chỗ này, mà em có thể là bột sắn mà em thay bằng bột gì đấy, bột mì chẳng hạn, thì em có thể thay ở chỗ lệnh nhé, thay ở chỗ lệnh chứ không phải thay ở cái chỗ phiếu xuất kho đâu nhá. Rồi ok, đến quan trọng là cái chỗ này này, thống kê này, mình làm thông tư 133 thì đối với hạch toán nợ 154 thì em phải chọn khoản mục chi phí nhá, thì sau này nó mới lên được giá thành. Thì khoản mục chi phí của mình sẽ là nguyên vật liệu trực tiếp, còn đối tượng tập hợp chi phí thì phần mềm vẫn tự nhảy theo sản phẩm của mình rồi nhá. Rồi thế là được, cất đi em. Ừ, bây giờ em vào kho này, chọn lệnh sản xuất ở thanh ngang cho chị này, đánh cho chị từ mùa đầu năm đi. Rồi em thấy đến cái lệnh này mình đã biết được đã lập đủ phiếu xuất rồi đúng không? Bây giờ em tích lại, tích vào cái lệnh này, em tích vào cho chị vào lập phiếu nhập ở đây. Đấy, nó cũng chọn nhân viên giao hàng ở kia. Ngày tháng thì em có thể chọn cái ngày 13 hoặc 14 đều được. Em có thể chọn ngày 13 đi cho nó đỡ phải cài đặt giờ. Nếu mà ngày 14 thì có thể mình phải cài đặt giờ cho nó giờ nhập nó trước giờ xuất. Ừ, nhá, rồi, ok, cắt đi. Hạch toán thì nợ 155 có 154 thôi, không cần phải chọn thống kê hay gì cả nhá. Đó, em nhấn cắt đi. Thì sau khi nhấn cắt thì mình sẽ thấy nó ở đây này. Đây, nó đã lập đủ phiếu xuất, đã lập đủ phiếu nhập. Còn nãy mà mình có thể vào cách như lúc nãy cũng được, là vào kho chọn xuất kho riêng, nhập kho riêng cũng được nhé. Nhưng mà sẽ không quản lý được là xem cái lệnh này là mình đã lập được phiếu nhập hay là phiếu xuất hay chưa, thấy chưa? Bây giờ em vào lại cho chị cái phần báo cáo này, kho này, thì tổng hợp tồn kho đó, thì cái sản phẩm này của mình cũng là đã hết âm rồi nhé. Nhưng mà mình sẽ thấy được cái nhập và cái xuất này tích vào cái là đã có tham chiếu ở cái lệnh, ngay ở cái lệnh chưa nhờ, hiểu chị chưa? Ừ.